quà lì xì cuối năm nha các bạn. Ủa sao Bạch Tố Trang rồi? Này lì xì cuối năm nha các bạn. Rồi. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là nước mắm Hương Việt. Hôm nay tổ trưởng mình có một phần quà cúp thăm trúng thưởng trị giá 200 triệu. Xin mời quản đốc bên đây cho một bài đàn em. Vô mấy tình yêu ơi, vô quán đất mình ơi. Người đây là bữa nay là ngày làm cuối cùng của công ty nước Hành Ba. Mình có tổ chức cái tiệc mà tặng quà lì xì cuối năm cho công nhân Ego 10. Đây, 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 đây. Cảm ơn quán đất. Đây, không có cái thưởng. Tự gốc đi. Nước mắm Hương Việt nha các bạn. Để màu xanh lại, chả màu xanh lại. Đâu trúng thưởng đâu, trúng thưởng đâu. Vậy là năm nay em rất là may mắn rồi. Để vô gì lấy đi.